Chào mọi người, chào các dân chơi nhé Tiếp tục lên chơi lên kiếm lúa ở bộ môn tài xỉu thôi hôm nay thì mình cũng có thua tha bên tài xỉu Sunwin quá anh em ạ Không hút được, không kiếm được anh em ơi Nên quyết định lên chiến gọi là chất chơi người rơi luôn Ở bên con 68 cái bài này cá gỡ lại ở bên tài xỉu Sunwin cái Tài xỉu Sunwin thì nói chung là mình chơi nhỏ nhỏ thôi Mình không chơi to, mình toàn lên khoảng độ 2-30m và chơi tay 50m thôi À, thì còn hút anh em ạ. À. Chứ chơi tay 230M bên tài xỉu win thì mình chịu hút bao giờ luôn, mình khẳng định với anh em luôn. Chả hiểu con đấy kiểu gì mà mình oánh to chả bao giờ hút thì ra là mình cũng chán. À, dạo này thì mình hút cũng được khá khá ở cái bộ môn tài xỉu, bất luận là chơi ở tài xỉu nào. Tài xỉu win hay tài xỉu 680 bài thì mình à, đang à, cũng đang được đà hút anh em ơi. Thành ra là vốn nó cũng nhiều, thì nhà mình lên cái vốn nó sông xanh 20-50M chơi chiến hút cho nó sướng. Và mình cũng muốn chia sẻ cho anh em cho mọi người về một số cái Phương pháp chơi một số cái cách chơi để có thể kiếm lúa. Hôm nay thì mình sẽ gấp chảo hai tay đầu cho anh em xem luôn bởi vì mình rất là tự tin. À, tôi khè luôn đấy con uh, tài xỉu Sunwin anh em ạ. À. Con tài xỉu Sunwin để chơi chả bao giờ tôi ăn được kiểu như này luôn. Cay thật sự anh em ạ. À. Bực mình quá nên phải lên video này chia sẻ cho anh em cho mọi người. Đấy à, chứ nói thật là tôi cũng chả bao giờ kêu ca cái gì hay phàn nàn gì về ở đâu đâu. Nhưng mà tôi thua tôi mất, thì mất nên thành ra là tôi cũng cáo. Cái con tài xỉu Sunwin thì ch chả hiểu kiểu gì mà tôi cứ đánh từ 20m trở lên là không hút nha anh em nhé. Đấy. Còn những cái tay ví dụ như đặt đúng kết quả thì nó lại cân nó lại hoàn lại rất là bốc xúc Thành ra tôi phải chạy sang đây vì ở cái sân chơi sau tám cái bài này thì nó khác hoàn toàn tài xỉu Sunwin ở cái chỗ là nó không cân không hoàn Đấy, Và có thêm cái hũ nữa thì bên tài xỉu Sunwin không có hũ nha anh em nhé Ở đây thì có cái hũ nữa May mắn được tài 18 hay là xỉu 3 được nổ hũ được bonus thêm nữa mình thấy khá khá có thể là nhân 5 nhân 10 có khi nhân 30 lần cái mức đặt của anh em lên thì mình thấy là khá là ngon ấy nói chung là cũng tùy thôi đấy, hên thì được hút mà không hên thì gãy thì đấy là chuyện đương nhiên thôi ấy tôi gấp thành công hai tay cầu, ông ơi tuyệt vời luôn ấy hai tay thôi mà tôi đã hút được hơn 50 củ khoai rồi anh em ạ tôi đố ông nào mà chơi bên tài sung win mà hút được nhanh như tôi này đấy còn lâu mới có anh em ơi tại sao mình tự tin và mình gấp thép như thế vì, vì, vào mình thấy cầu nó đang cân bằng này. thứ hai cái form đây là cầu rất là ngắn nhé tôi cắt bỏ từ cái ba con tài cái đi form đấy rất là ngắn các ông nhé cầu siêu ngắn luôn ở đây chỉ có duy nhất ba con bảy thôi đấy ba con thôi còn lại là không có một form bệt nào nên tôi mới tự tin tôi bắt bệt cái quả tài này như thế này và tiếng này thì rõ ràng rồi tôi vẫn sẽ tiếp tục bắt bệt tôi không ạ à. đấy nó gãy ở đâu thì tôi tính toán lại ở đó chứ còn hiện tại nó vẫn đang cho bệt thì tôi cứ bắt bệt đã và hiện tại lợi nhuận của tôi rất là nhiều rồi chẳng có gì mà tôi phải sợ được cả đúng không anh em ơi nói chung là chơi cái này ấy, kiến thức kinh nghiệm và cách phân tích cầu nó rất quan trọng anh em nhé và lựa chọn đúng sân chơi nữa ví dụ các ông chơi tay xỉu Win tôi đố các ông bắt được hai tay gấp thép như này rất khó và cũng không ông nào dám bản định gấp thép ở bên tay xỉu Win bởi vì cầu ở đấy nó rất là láo rất là bịp luôn nó nhảy tạo láo bị đau luôn thành ra anh em đánh to cái là nó soi anh em và anh em gãy cánh ngay còn ở đây thì tôi khá là tự tin khi mà cái ở trong này cái mật độ người chơi rất là đông vì tôi đi đâu tôi gặp anh em bạn bè hay những người chơi khác ấy, thì thấy người ta cũng đang chơi cái con sao tao cái bài này nhiều thì tôi cũng khá là tự tin khi mà tôi thấy là nó đông người chơi thì chắc chắn là cái xác suất chơi nó sẽ chuẩn chỉnh hơn đúng không anh em ơi chứ còn bây giờ mà vắng ngắt như công bên tài sản win thì không quá mấy ai chơi thì toàn chơi với bot với máy thì chơi làm sao được đúng không Đấy, anh em thấy chưa tôi lại hút nhá thông ma tay anh em nhá Đấy, nói chung là chơi mà hút như thế này thì mình cứ đánh điều tay thôi hiện tại thì mình cứ đánh điều tay anh em nhá bởi vì là lúa vào túi mình rồi nó là sở hữu của mình không qua giành giật không qua cướp của mình đi đâu cả nên là cứ bình tĩnh nhẹ nhàng thôi gãy ở đâu chúng ta xem xét lại hoặc có thể như là đã hút đủ rồi đã gọi là kiếm đủ rồi thì anh em đôn kèo anh em dừng lại hôm sau chúng ta lại tiếp tục vào kiếm vào hút tiếp chứ không phải là các ông à, à, uông tào lao bi đao các ông chơi tào lao bi đao là gãy cánh là thôi để dở đấy anh em ạ nên là mình khuyến khích và chia sẻ cho anh em là như vậy cũng hy vọng rằng là anh em có thể tham khảo được những cái phương pháp những cái giải pháp chơi này của mình để có thể kiếm lúa về bờ một cách an toàn hiệu quả anh em nhé còn anh em quý mến mình cũng như là những cái phương pháp mình chia sẻ cho anh em, anh em tham khảo kiếm lúa được cũng như là về bờ được ngon và kiếm lúa hiệu quả thì anh em chỉ cần là like video cũng như là subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất thôi, đấy hoàn toàn là free nhé, tôi không thu phí thu gì của anh em cả, đấy, anh em quý mến mình thì anh em ủng hộ mình thôi, anh em nhấn like cái đấy, đăng ký kênh cái vừa xem video vừa ấn like đăng ký kênh được mà anh em 3 giây của anh em thôi, đúng không? còn anh em muốn nhận lộc lá từ mình nhá nhất định anh em đang thu tha muốn nhận lộc lá hay là muốn tham khảo trò chuyện của mọi người thì mình cũng có cái nhóm chat telegram mình để link ở phần bình luận video này anh em cứ vào nhóm mà tương tác với nhau và chia sẻ thôi nói chung là ông nào hút to thì cũng hay lộc ở trong đó lắm còn ông nào đang thua tha cũng có thể vào đó để nhận lộc của những anh em khác những anh em đang hút to hút đậm và có thể chia sẻ cho nhau góp ý cho nhau những cái phương pháp chơi làm sao mang lại cái hiệu quả tốt nhất đúng không ở đấy thì anh em giúp đỡ nhau thôi chúng ta là đều là con người bình thường mà mình cũng xuất thân từ đông thôn thôi ngày xưa mình cũng đi làm công ăn lương làm thuê lương có bốn năm triệu anh em Đấy, bây giờ thì có được sở hữu được những cái uh, số lúa như bây giờ sở hữu được những cái tài sản nhà cổ xe uh, nhà cửa xe cộ như bây giờ ấy, thì mình cũng phải đánh đổi và trả giá rất là nhiều mình cũng phải gọi là dành rất là nhiều thời gian vài năm để chơi vừa chơi nhưng mà tính mình ấy, là một người kỹ tính mình chơi mình vừa nhìn cầu mình vừa soi xét và bây giờ mình mới đúc kết được những kinh nghiệm chơi bây giờ những phương pháp chơi bây giờ đơn giản như mình theo được cái cầu biệt này cũng phải có kinh nghiệm thì mình mới theo được chứ không phải tự dưng mà mình vào mình theo được cầu bệt ở đâu anh em đúng không như lúc nãy mình đã phân tích cho anh em thứ nhất là cầu tổng thứ hai là cầu đã chạy ấy, thì là nó đã cầu chạy ngắn rất là nhiều rồi không có cầu chạy dài thì mình mới bảo là bắt cho anh em cái cầu bệt này và mình bắt thành công đấy anh em mình bắt được một hai ba bốn tay năm tay rồi đấy anh em ạ sáu tay rồi cụ thể là năm sáu tay rồi chứ không phải ít đâu anh em nên là mình cũng muốn chia sẻ và góp ý cho anh em mọi người về cái phương pháp chơi này để có thể là giúp anh em về bờ cũng như là giúp chính bản thân mình kiếm một thu nhập lợi nhuận thôi còn nếu như anh em mà có những phương pháp nào hay hơn, có những phương pháp nào chơi chính xác chuẩn hơn, kiếm được lúa ngon hơn dễ hơn mình, anh em mà muốn chia sẻ anh em cũng có thể chia sẻ lại cho mình nhé. cứ mạnh dạn comment dưới phần nhận xét bình luận video này hoặc là cụ thể hơn thì anh em có thể vào nhóm để có thể nhắn tin thoải mái hơn, chia sẻ cho nhau, giúp đỡ nhau thôi. mình giúp đỡ anh em thì cũng hy vọng những anh em giỏi, những anh em gọi là bắt cầu xin, bắt cầu chuẩn anh em cũng có thể giúp đỡ lại mình cũng như giúp đỡ những anh em khác nữa. chúng ta đi một ngày đàng học một rằng khôn cứ kiếm được là tốt giúp được người khác là phúc là đức đúng không anh em ơi chứ còn <laughs> để mà kiếm cho riêng mình ấy, để mà kiếm thu nhập một ngày 200 500 ấy, mình thấy dễ lắm ở bộ môn chịu này chịu đấy cơ bản anh em có kiểm chế được cái lòng tham của anh em không kiểm chế được chính bản thân anh em hay không thôi bỏ vốn ra 500 một cụ một ngày và chơi khoảng 5 10 phút kiếm 5 lít nghỉ một tháng là đều 30 ngày là anh em đã có lương 15 cụ rồi đúng không còn những em khác chơi ở những cái sân chơi khác nữa đấy thì anh em sẽ chơi theo kiểu khác đây anh em nhá lịch sử chơi đây đấy nhá một 2 đây nha anh em nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 tay. Tổng 6 tay, húp 5 tay, gãy một tay cuối cùng này thì mình bỏ luôn. Đấy vậy bảo là bắt đúng 6 tay bệt nha anh em nhá. Bắt đúng 6 tay bệt và chốt kèo là đấy, từ 20 củ lên 90 củ những cầu nha nhá. Từ 20 củ đến 90 củ. Đấy tức nghĩa là tôi lợi nhuận được 70 củ chỉ trong cái buổi chơi này chưa đến 10 phút. Đấy bắt xịn cái cầu bệt và chỉ bằng cách phân tích cầu và tôi đã phân tích ở đầu video. Anh em nào chưa nắm bắt rõ anh em thì kéo lại tua lại để xem được cái cách mình mình phân tích cho anh em đấy còn mình cũng xin đôn ở đây thôi đấy, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhé sân chơi 68 tám ngày bài này cầu kèo rất là đang là dễ phân tích cũng như là đang nhả cho anh em hút thì anh em có thể là tranh thủ để vào kiếm tránh tình trạng nó phít mất thì chúng ta sẽ rất là khó bắt cầu cũng như là khó kêu lúa được chưa hôm nay thì dừng lại đây thôi chốt kèo nghỉ nhá hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo bye bye mọi người hẹn gặp lại anh em ở những cái công thức những cái phương pháp mới mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm nhá bye bye mọi người.